Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Hôm nay là ngày 28 tháng 3 năm 2020 và cũng là cái ngày học cuối cùng của môn Introduction to Abhidhamma Pitaka của lớp mình là khóa Anh văn Phật pháp khóa 12. Và mình cũng đang đi vào một chương mới, cũng là chương cuối cùng trong cái môn học này, đó là chương nói về sắc pháp. Bây giờ đó, đầu tiên là mình sẽ mở cái slide về cái chương sắc pháp ra. Chương sắc pháp đó là tiếng Pali gọi là Rupa Sangaha Vipago. Và mình đi từng đoạn một. Etavata vipattahi sabbapeda pavattika citta cetasika dhamma rupandani pavucchati samuddesa vipagaccha samuttana kalapato pavattikamato chati panchatha tatha sangaho. Các bạn thấy là trong tiếng Pali mà khi người ta viết thành kệ rồi đó thì cứ mỗi câu là nó là 16 chữ. Và mình cứ cắt ra đó là một kỳ một phần nữa đó là tám âm tiết đó ha, thì nghe nó rất là âm điệu. Và bây giờ đó, để các bạn nắm được cái từ vựng Pali dễ hiểu thì mình sẽ qua mình đọc cái bảng phân tích từ vựng, giải thích từ ngữ bằng tiếng Việt trước ha, để các bạn nắm được, rồi sau đó mình sẽ qua bảng tiếng Anh. Thì đó là bảng của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Tôi sơ sơ mở loa to lên một chút nữa thôi sơ. Rồi. Bây giờ nghe rõ hơn chưa? Hả? Dạ rõ rồi thưa sư. Ở đây đó, sư đang mở cho quý vị ra đây là cái phần thắng pháp tập yếu luận. Cái chương là nói về rút, chương 6 ha, nói về sắc. Phần 1 là Samuddesa là tóm lược ha. Thì cái bảng Pali đây thì ở đây là Hòa Thượng có soạn cho mình là cái phần thích văn là giải thích từng chữ chữ một. Etavata là cho đến đây, cho đến đây. Vipatta là đã chia sẻ, đã phân biệt. Cái từ hi này là cái từ đệm thôi. Thường thường là khi mà người ta hi là để nhấn mạnh hoặc là đệm, mà bởi vì ở đây người ta cần cho có đủ số để người ta đọc kề đó, cho nên người ta thêm vào. Sabbapheda, Sabbapheda là với những phân loại. Mình có cái chữ là mình có cái chữ là cái chữ sa là với ha, còn chữ phê đó là phân loại, sắp phê đó là với sự phân loại. Và sắp pavatika, pavatika là sự diễn tiến ha, và sa phải trước là với sự diễn tiến. Chitta cetasika, chitta là tâm, cetasika là tâm sở, nên chitta cetasika là tâm và tâm sở. Dhamma là các pháp, rupang là sắc, Dani, Dani là nay, bây giờ. Và Pavuchati, Pavuchati là được nói đến. Cho nên cả cái đoạn này ha, thì dịch ra tiếng Việt á, Hòa Thượng dịch là từ trước cho đến đây đã phân biệt các tâm và tâm sở pháp với những phân loại và các diễn tiến. Nay sẽ nói đến các sắc pháp. Mình thấy là với những phân loại là mình đã học đó, tâm là phân rỡ ra, là phân loại ra là có những loại tâm gì, tâm dục giới, tâm sắc giới, tâm vô sắc, tâm siêu thể. Rồi trong tâm dục giới mình chia ra là trong tâm bất thiện, tâm vô nhân, rồi là tâm tịnh hảo, vân vân. Thì đó là với những phân loại. Và các diễn tiến ha, diễn tiến ở đây tức là các cái tiến trung tâm, mỗi tâm trong cái lộ mà qua ngũ môn thì nó diễn tiến như thế nào, qua lộ ý môn diễn tiến như thế nào, rồi là khi mà đắc tân, các tân thiền, rồi đến các đắc các đạo quả thì các diễn tiến đó cũng đã được nói đến.
À, và nay sẽ nói đến các sắc pháp. À, Pavuchati là nói đến và Rupang là sắc pháp ha. Thì đó là cái bảng tiếng Việt để cho các bạn nắm được cái từ Pali, để các bạn hiểu được tiếng Pali. Bởi vì trong cái bảng tiếng Anh á, ha, mấy hôm nay sư dịch á, thì sư chỉ nói từng chữ mà nếu không có thì sư mày hôm nay sư nghĩ là nếu như sư đem cái bảng tiếng Việt này ra cho các bạn trước thì các bạn nghe các bạn sẽ dễ nhớ từ hơn. Và bây giờ thì mình sẽ trở lại với cái bảng là tiếng Pali ha. Bây giờ các bạn đã thấy cái bảng tiếng Pali lại trở lại chưa? Hay là sư phải stop share, sư mở ra các bạn mới thấy? Hiện giờ mình đã lấy thấy lại bảng tiếng Pali chưa? Dạ chưa, tôi... Rồi, nếu vậy là sư phải stop. Sư phải share cái màn hình đó, thưa sư. Sư biết rồi, sư share rồi. Sư share rồi, sư từ Pali sư chuyển qua Việt. Đến khi mà nếu như sư mà muốn chuyển qua Pali lại đó, mà sư tự chuyển là nó không có chuyện. Cho nên là mỗi lần sư muốn đổi một cái màn hình là sư phải tắt và sư phải mở ra lại. Rồi. Dạ. Bây giờ đó, cái câu này ha, cũng là cái câu này thì mình có bảng tiếng Anh để có người ta dịch cái câu này sao này. Having thus far described the consciousness and mental states in accordance with their classes and processes, matter will now be dealt with. À, cho đến đây tức là thus far, à, đã được trình bày, having described, à, the consciousness and the mental state, à, đến đây đã được trình bày là tâm và các tâm sở. In accordance with là với, à, tương cùng với, their classes là các cách phân loại, and processes là các tiến trình, matter will now be dealt with. Thì bây giờ sắc sẽ được trình bày. Đó là đoạn thứ nhất ha. Bây giờ của mình trở lại cái đoạn thứ hai. À, câu thứ hai, xin lỗi, câu thứ hai. Samudesa vipagaccha samuthana kalapato pavattikamato chati panchatha tatha sangaho. À, rồi để sư trở lại cái bảng tiếng. Đây, đoạn tiếng Việt á, Samudesa. À, Samudesa là tổng kê, bởi vì mình có hai chữ này cộng lại ngay. Sam cộng với Udesa. Udesa đó là liệt kê. Và Sam là toàn bộ. Cho nên á, liệt kê toàn bộ thì dịch là tổng kê. À, enumeration đó ha. Vipaga. Vipaga là các cách phân loại, các cách phân chia. Samuthana, à, là sự sanh khởi. Thì trong cái chữ Samuthana này cũng có hai chữ cộng lại với chữ Sam cộng với chữ Uthana. Sam là cùng nhau toàn bộ và Uthana là khởi lên. Cho nên Samuthana là sanh khởi nhưng mà cùng nhau sanh khởi. Nhưng mình hay dùng, cho nên mình hay dùng từ là tập khởi đó. Ha? Tập khởi tức là phải có nhiều duyên mà hợp lại thì nó mới sanh khởi. Gọi là tập khởi. Thì ở đây dục là sự sanh khởi. Kalapa. Cái từ Kalapa này đó là sau này mà khi mà nếu như các bạn mà có đi hành thiền, à, có qua hành thiền ở bên tương thiền Pao đó, như hồi đó năm 2001 á, chứ có qua hành thiền bên đó. À, thì ngài thiền sư ngài Pao là hay nói tới cái từ Kalapa này lắm. À, Kalapa tức là các cái nhóm vi sắc hay là tâm cũng vậy, nó xuất hiện, nó không có xuất hiện rơi rạc mà nó đi các nhóm với nhau. À, làm sao để mình thấy từng cái kalapa tức là các cái nhóm, các cái tổng hợp của nó. Pavattikama. Pavattikama là hình thức diễn tiến. Hình thức diễn tiến. Hồi nãy mình có cái chữ pavattati là diễn tiến, thì pavattikama là hình thức diễn tiến. Và panchatha. Pancha là năm mà tha là loại. À, hay là phần. Thì panchatha là có năm phần. Tattha là ở đây. Sangaho là tập yếu. Sangaho đó, mình thấy có cái chữ sangha, hàng có cái chữ sangaho, sangaha, tức tập yếu là gì? Tức là tập hợp lại. Tất cả tập hợp lại với một chỗ thì gọi là tập yếu. Cho nên cả cái đoạn trên đó, dịch ra, nay chúng ta bàn đến tổng yếu của sắc pháp. Hoặc là tập yếu cũng được. Trên này thì ôn dương chữ tập yếu, mà dưới này thì ôn danh thì chữ tổng yếu. Thật ra nó là tập yếu đó. Nay chúng ta bàn đến tập yếu của sắc pháp theo năm đề mục như sau.
là tổng kê, phân loại, sự sanh khởi, các tổng hợp và hình thức diễn tiến của các sắc pháp. À, thì đó là để mình hiểu cái từ Pali, mình hiểu theo nghĩa tiếng Việt. Và bây giờ đó thì mình sẽ trở lại con bảng tiếng Anh. À. Bảng tiếng Anh thì câu thứ hai đó. With respect to enumeration. Enumeration là sự tổng kê, liệt kê nè. Divisions là hồi nãy là cái chữ Samudesa nè ha. Division là sự phân chia, phân loại, là Vipaka. Arising là sự sanh khởi, sự tập khởi là Samuttana. Groups là các nhóm, các tổng hợp, tức là chữ Kalapa. And the mode of happening là chữ Pavattikamma, là cách hình thức diễn tiến. The compendium of matter là tập yếu về sắc pháp. Therein, ở đây, is fivefold, nó gồm có 5 phần. À. Thì như vậy, đoạn trên là cái đoạn ấy, là tổng kết lại cái phần trước, và đoạn dưới là cái đoạn là giới thiệu tổng quát cái trong chương sắc pháp này sẽ nói tới những phần nào. À, quý vị thấy đó, bộ sách này nó ra đời cỡ 20 thế kỷ rồi đó. Ha. À. Nhưng mà đó, cái cách mà chia sẻ, cách phân loại nó rất là khoa học ha. À, và trước mỗi cái chương như vậy đều có cái câu kệ dẫn nhập để cho mình biết là nội dung mình sẽ học trong cái chương này sẽ được ban đến trong chương này là cái gì. Bây giờ mình đi qua đoạn tiếp theo. Chattari mahabhutani chatunnancha mahabhutanang upadaya rupanti ditha đi thăng pê tăng rù băng e ca đa sa vi thê na sang ga hăng ga cha ti ca thăng pa tha vi tha tu a po tha tu te cho tha tu va yo tha tu phu ta rù băng na ma chắc khu so tăng ga năng di ha ca yo pa sa đa rù băng na ma rù băng sát đô gan thô ra sô a po tha tu vát chi tăng phu ta taya sankhatang phottabbancha gochara rupang nama itthattang purisattang phavarupang nama hadaya vattu hadaya rupang nama jivitindriyang jivita rupang nama kabalikaro aharo ahara rupang nama iticha attharasa vitang petang safavarupang Salakana rupang, nipfanna rupang, rupa rupang, samma sana rupanti cha, sanggahang gacchati, akasatatu paricceda rupang nama, kaya vinyati, vaci vinyati, vinyati rupang nama, rupassa lahuta muduta kammanyata, vinyati dayang, vikara rupang nama, rupassa upacayo santati jarata anicchata lakkhana rupang nama jati rupang eva panittha upacaya santati namena pavuccati ti ekadasa vithampetang rupang attha visati vithang hoti sarupa vasena kathang putappa sada visaya favo hadayang icchapi jivitahara rupehi atharasa vithang tatha paricchedo cha vinyatti vikaro lakkhana lakkhananti cha anipanna dasa chati attha visa vithang phave ayang ekha rupa samuddeso. À, thì mình đã đi qua cái bảng tiếng Pali xong đó, thì bây giờ mình sẽ trở lại cái phần giải thích từ ha. Qua tiếng Việt trước để cho các bạn nắm cái từ tiếng Việt đã, rồi mình trở lại mình đọc tiếng Anh. Đấy, đoạn đầu tiên, ha. Chattari Mahaputani thì Chattari là số 4 ha. Chattari là 4. Mahaputani, Maha là đại. Và Putani nó đi ra thì chữ Phuta, Phuta là chủng loài. Và vì chữ danh từ phu ta này là danh từ trung tính, cho nên khi chuyển có số nhiều là đổi thành là ani. À, Mahaputani là đại chủng. Chattari Mahaputani mình dịch là bốn đại chủng.
Chatun năng Mahaphuta năng Upadaya rupang. Ở đây đó mình thấy cái tư chỉnh đó, là chữ rupang là sắc. Rồi Upadaya, Upadaya là được tạo nên. Và Mahaphuta năng Chatun năng, đấy cái danh từ này là chuyển qua là dùng cách sáu số nhiều, là sở thuộc cách đó, là của bốn đại, các cái sắc mà được tạo nên của bốn đại, tức là từ bốn đại này mà nó tạo ra những cái sắc pháp khác, cho nên gọi là ở đây họ thường dịch là tứ đại chủng sở tạo sắc. Sở tạo sắc ở đây là dùng từ Hán Việt luôn ha, tứ đại chủng sở tạo sắc là sắc này là tư chỉnh này, sắc sở tạo là được tạo nên bởi tứ đại chủng ha, tứ đại chủng sở tạo sắc, hoặc là mình gọi tắt theo tư thuần Việt là sắc do tứ đại chủng, sắc do tứ đại sanh ha, cái cách dễ hiểu nhất là sắc do tứ đại sanh, chữ rupang là sắc, upadaya là sanh và chatun năng mahaphutang là do tứ đại ha. Sắc do tứ đại sanh thì nghe dễ hiểu hơn là tứ đại chủng sở tạo sắc, nó vừa dài nó vừa khó hiểu ha, thì mình dùng cái từ dễ hiểu hơn là sắc do tứ đại sanh. Du vi thăng, du là hai ha, và vi thăng là loại ha, du vi thăng là hai loại. Ekadasa vita, eka là một, dasa là mười, ekadasa là mười một, vita là loại hay thứ ha, là như vậy mười một thứ, tức là mình nói còn nói gọi là 11 nhóm đó ha, 11 nhóm hay là thử, ở đây dùng cái từ thử cũng được, tức là loài là to hơn rồi thử là nhỏ hơn nữa, và tới sắc pháp là nhỏ hơn nữa. Sanggahang gacchati ha, sanggahang là gacchati là đây một cái từ ghép ha, sanggahang hồi nãy là mình thấy là chữ tập yếu đó, và gacchati là đi đến tập yếu ha, làm thành cái tập yếu tức là gồm có. Thì mình đọc cái đoạn này ha, chattari mahaphutani là tứ đài nè, chatun năng cha mahaphutanang upadaya rupang, và sắc do tứ đài sanh, du vi thăng pe tăng rupang, như vậy đây là hai loại sắc pháp. Ekadasa vithena và chia theo 11 thứ, sanggahang gacchati gồm có ha. Thì cái phần mà giải thích này đó mình bỏ qua, bây giờ mình đi qua cái phần mà giải thích tư vấn tiếp tục chữ này ha, là tiếp theo là sắc tử đài gồm có cái gì. Patavi tatu là địa giới hay là địa đài ha. Bây giờ ở đây đó thì quý vị bỏ qua cái phần định mệnh nhá, vì phần định mệnh ở đây cái chữ có chỗ thì có dấu ngang, có chỗ không dấu ngang, rồi thay vì dấu ngang người ta đánh dấu huyền đó, vì vậy cho nên mình không có copy vào để đưa cho quý vị, mà đây chỉ là tham khảo thôi. Còn đây là cái thời đó người ta chưa có cái phần mềm để đánh tiếng Pali, cho nên người ta dùng dấu huyền, và có khi đánh dấu không có rõ, không có chính xác, nên chữ tha tu ở đây thì thiếu dấu ngang này ha, nhưng mà mình dùng để mình tham khảo vì ông đã soạn sẵn cho mình cái phần này. Và ở đây đó là bởi vì cái bạn mình học có tiếng Anh thôi, Anh và Pali, cho nên sư không có đưa cái này vào trong slide, nhưng mà vì để cho các bạn dễ nắm thì sư trong khi giảng là sư đưa cái này thêm cho mọi người xem thôi. Thì ở đây mình có là Patavi Thatu, Thatu là giới ha, dùng chữ giới cũng được, đài cũng được, cho nên ở đây Patavi Thatu mình dịch là địa giới hoặc là địa đài cũng được ha. Apo Thatu là thủy giới, Tejo Thatu là hỏa giới, Vayo Thatu là phóng giới, Puta Rupang gọi là đài chủng sắc, Chakhu là mắt, Sotang là tai, Ghanang ở đây là đã chia vô trong thành chủ cách rồi ha, cho nên đúng đó là số tạ thôi, mà đi chia thành chủ cách nó trở thành là số tăng, còn chữ nguyên của nó chỉ là số tạ. Trên này cũng vậy, apa thì đổi chân là apo, là đã tất cả đã chia thành chủ cách. Số tăng là tai, gha năng là mũi, jivaha là lưỡi, kayo là thân, pasada rupang là tình sắc, chữ pasada là thanh tịnh, pasada rupang gọi là tình sắc, rupang là sắc rồi, sado là tiếng, Ganto là mùi, Raso là vị, Apo Vachitang, Apo là thủy đài, mà Vachitang là trừ ra thủy đài, Phutataya Sankhatang được gọi là ba đài chủng. Thì trong này có cái chữ Phutata là đài chủng, và Taya là ba, và Sankhatang là được gọi là ba đài chủng.
Phottabang là xúc. Hôm trước mình có cái chữ là phát xa là xúc. À, cái chữ phát xa mà xúc đó đó, đó là tấm sở. À, còn mà xúc ở đây đó, nó là sắc pháp nha. À, mình nói là sắc thanh hương vị xúc. Thì cái chữ xúc mà nó là sắc pháp á, thì nó là Phottabang. Còn cái chữ xúc mà trong là xúc thọ tưởng tư, mà chữ xúc là tấm sở đó, thì nó là phát xa. Gochara rupang là hành cảnh sắc. Gochara, gochara là mình thấy là có cái chữ go và chữ chara ha. Chara là go là con bò, còn chara là nó đi lui đi tới, tức là cái đây là cái chỗ đối tượng bên ngoài đó, cái nơi đi lui đi tới. Cho nên cái chữ có cái chữ nhân vậy là hành cảnh này. Hành cảnh sắc là gì? Thật ra nó chỉ là các cái cảnh bên ngoài, nó làm đối tượng cho các căn thì gọi là hành cảnh sắc. Mà chỗ này thì các cái giác quan của mình á, nó thường lui tới trong cái các cái đối tượng đó, cho nên gọi là hành cảnh sắc. Itthattang, mình gọi chữ itthi là phụ nữ, itthattang là nữ tánh. Purisattang là nam tánh, purisa là người nam, purisattang là nam tánh. Phava rupang, chữ phava, phava là bạn tánh, mình rõ hơn mình dùng đến chữ giới tánh là sắc giới tánh. À, ở đây họ thường mình cho dùng chữ sắc bản tánh, nhưng mà họ thường tình sự đó dùng chữ sắc giới tánh. Mà ở đây là chỉ cái tánh nam tánh nữ. À, thì mình có thể là mình để dễ hiểu thì mình nên dùng chữ là sắc giới tánh. À. Hadaya vattu là tâm cơ. Tâm cơ tức là cơ quan mà nơi cái tâm nó động, nó động làm nó làm cái căn để mà nó hoạt động thì gọi là tâm cơ. Hadaya rupang là màng sắc. Ở cái chữ hadaya vattu này đó thì hoa thường tình sự dịch đó là chữ sắc ý vật. À, bởi vì cái chữ hadaya là tâm là ý, vattu là vật ha, và rupang là sắc, gọi là tâm ý vật. À, tức là nhưng mà hoa thường mình cho dịch thì tâm cơ, mình hiểu rằng đó là có thể là trái tim là nơi mà cả ý làm việc. Mà thật ra thì cái chữ mà đây là trái tim hay là bộ não á, thì còn là một cái vấn đề đang còn người ta còn tranh cãi nữa đó. À, hadaya rupang là màng, là không phải là màng sắc mà gọi là tâm sở y. À, tâm sở y hoặc là màng sắc cũng được. À, và jivitindriyang là màng căn. Rồi tiếp theo là jivita rupang. Jivita rupang theo dịch là tâm sắc hả? Jivita là ở đây chắc là vì đây là đánh máy bị sai rồi. Vì vì thấy ông đụng ra đấy, cái chữ tâm sắc này là nằm trên chỗ hadaya rupang này. Vì con chữ màng sắc này phải đưa xuống jivita rupang. Đúng không? Cho nên hình như tên này mình thấy chữ màng sắc mình thấy nó hơi là trong thế diễn này lại là tâm sắc ha. Cho nên cái mình phải góp ý mấy người mà có thể là khi mà ngay đánh máy nhầm hoặc là có vì họ đánh máy sửa lại bị nhầm đó. Thì đây mới là tâm sắc, còn dưới này á, là màng sắc. Kabalinkaro aharo là đoan thực. Chữ đoan này đó, aharo là vật thực, còn kabalinkaro, kabaling là từng vắt, từng nắm, và karo là làm thành. Nó làm thành từng nắm. Chữ đoan là gì? Đoan là nắm thôi. Thức ăn mà có thể nắm lại được. Nói tự ý nó là thức ăn về vật chất ha, chứ không phải là thức ăn về tinh thần, gọi là đoan thực. Ahara rupang là thực sắc hay là sắc vật thực. Attharasa vithang, mình có attha, attha là 8, rasa là 10, attharasa là 18, vithang là loại, 18 loại. Saphava rupang, saphava là từ tánh, thì saphava rupang gọi là từ tánh sắc. Salakana rupang, lakana là tướng, thì sanakala rupang gọi là từ tướng sắc. Nipanna rupang là sắc được tạo nên, thì gọi là sở tạo sắc. Rupa rupang là sắc sắc. Tức là vì sao gọi là sắc sắc? Cái sắc này có thể thấy được thì gọi là sắc sắc. Sammasana rupang là tư duy sắc. Vì sao gọi là tư duy? Vì sắc này á, là có thể làm đề mục cho cái vị thiền giả đó hành thiền và tư duy trên cái sắc đó. Cho nên gọi là tư duy sắc. Và tiếp theo những từ mới trong bài này nữa là akasatthatu.
Akasa là hư không, tha tu là giới, cho nên akasa tha tu là không giới. Pariccheda rupang là hàng giới sắc. Pariccheda là chia chẻ hay là giới hạn. Kaya vinyati, kaya là thân, vinyati là biểu hiện, cho nên kaya vinyati dịch là thân biểu. Vachi vinyati, vachi là lời nói hay ngôn ngữ, vinyati là biểu hiện. Vachi vinyati là ngữ biểu. Vinyati rupa gọi là biểu sắc, tức là sắc nó biểu hiện ra bên ngoài. Lahuta, khinh khoái, lắng nhẹ. Mình hay dịch là khinh ha, khinh khoái ha, khinh. Mudita là mềm mại hay nhu nhuyễn. Kamanyata là kham nhầm. Kham nhầm ở đây là mình thấy cái chữ kham á, kham là việc làm, kham nhầm tức là nó làm việc rất là nhanh nhẹn ha. Kham nhầm là việc gì nó cũng có thể đảm nhầm được cả ha, kham nhầm. Vinyati dvayam. Vinyati là biểu và dvayam là hai loại biểu sắc. Vikara rupam. Vikara là biến hóa, cho nên vikara rupam là biến hóa sắc. Upachaya là sanh. Santati là trụ. Jarata là lão. Và anicchata là vô tánh vô thường. Anicca là vô thường mà anicchata là tánh vô thường. Lakkhana rupam là tướng sắc. Sarupa vasena là tùy theo đặc tánh của chúng. Chữ vasena là mình thấy có chữ ena là tùy theo ha, và sarupa vasa là theo là đặc tánh ha, như vậy với đặc tánh của chúng hay là tùy theo đặc tánh của chúng. Và đoạn này là đoạn kết luận về cái con số này ha. Phu tappa sada visaya pavo adaya michapi. Ở đây đó gì nữa, jivita hara rupehi attharasa vithantatha pariccedo cha vinyati vikaro lakkhananti cha anifanna cha sacheti attha visa vithang phabe. Thì như vậy tóm lại tất cả là 28 sắc pháp. Đại chủng là 4, tình sắc là 5, hành cảnh sắc là 4, bản tánh sắc là 2, hay là giới tánh, sắc giới tánh là 2. Tâm cơ hay là tâm sở ý sắc là 1, màng sắc là 1, thực sắc là 1, cộng là 18 sắc. Lại thêm 10 phi sở tạo sắc là hàng giới sắc 1, biểu sắc 2, biến hóa sắc là 3 và tướng sắc là 4. Thì đây là toàn bộ cái phần 1 mà mình học, thì mình đi qua cái phần tiếng Việt trước ha, và phần này chỉ là mới là phần định nghĩa liệt kê cho trước có giải thích. Bây giờ mình trở lại cái bảng tiếng Anh. Enumeration of matter, samuddesa. Matter is twofold, namely the four great essentials and material qualities derived from them. These two constitute 11 species. How? Essential material qualities, the element of extension, the element of cohesion, the element of heat, and the element of motion. Sensitive material qualities, that is, eye, ear, nose, tongue, and body. Material objects, that is, form, sound, odor, taste, and tangibility, found in the three essentials, excluding the element of cohesion. Material qualities of sex, that is, femininity and masculinity. Material quality of base, that is, the heart base. Material quality of life, that is vital principle. Material quality of nutrition, that is edible food. Rồi bây giờ mình dịch cái đoạn này trước ha. Matter is twofold.
Sắc pháp gồm có hai loại, đó là tử đại chúng và các sắc pháp phát sinh từ chúng. Hai phần này tạo nên 12 loài sắc khác nhau, 11 loài sắc khác nhau. Như thế nào? Nhóm thứ nhất đó là tử đại chủng, essential material qualities. Quý vị nhớ cái thuật ngữ này, khi mình dịch là tử đại chủng á, thì cái tử đại đó, đó người ta không dùng chữ great, trên kia ta dùng là four great essential ha. Essential trên này, four great essential, nó vừa great mà nó vừa essential. À rồi, đây là four great essentials. Và dưới đây á, trong trường hợp này thì chữ essential người ta dùng ghi danh từ ha, mà thêm s vào. Nhưng mà dưới này đó, thì khi mà dùng là tử đại chủng đó, thì người ta dùng là, vì chữ sắc á, người ta dùng chúng ở đây là chữ material qualities. À, material qualities. Chữ này mà nếu như mà mình không có học thuật ngữ đó, thì mình khó mà dịch lắm. Mình dịch là gì? Những tính chất vật chất. Nhưng mà nói tính chất vật chất á, thì nó, bởi vì sao? Bởi vì mình mà dịch tính chất vật chất người ta rất là khó hiểu. Cho nên ở đây là sắc pháp. Mà sắc pháp chủ yếu, vì sao gọi là chủ yếu hay thiệt yếu? Bởi vì là nó là thành phần chủ yếu để tạo nên tất cả các cái sắc pháp. Dù nhỏ nhất như hạt bụi đó, nó cũng có những cái này, cho nên gọi là chủ yếu. Nhưng mà nói tiếng Anh là người ta dịch về thôi, chứ khi mình dịch lại là mình không cũng dịch là những tính chất vật chất chủ yếu ha. Mà mình phải dịch là tử đại ha, hoặc là tử đại chủng. Thì tử đại chủng bao gồm là the element of extension, thì là yếu tố trương độ. Thì bây giờ yếu tố trương độ mình không dính từ đó ha. Mặc dù mình biết tiếng Anh là dùng vậy, nhưng mà khi mình dịch sang tiếng Việt mình phải dịch đó là địa đại à, hoặc là địa giới à. Địa giới, thủy giới, hỏa giới và phong giới à. Nhưng mà quý mình phải nhớ cái từ ha. Địa giới thì là the element of extension, thủy giới là the element of cohesion, hỏa giới the element of heat, và phong giới the element of motion. Nhóm thứ hai là nhóm hồi nãy mình dùng cái từ là tình sắc. Thì tình sắc là chỉ gì? Là chỉ cho sắc thần kinh. Cho nên cái từ hòa thượng Minh Châu đó thì dịch từ pasada rupa, ngay dịch từ tình sắc là ngay dịch sắc nghĩa à, nhưng mà ngay tình sư đó thì dùng một cái từ dễ hiểu hơn, đó là sắc thần kinh. À, bởi vì trong này dùng chữ là sensitive. Sensitive là thuộc về cảm giác này à, sắc pháp cũng thuộc về cảm giác, tức là sắc thần kinh à, hoặc là tình sắc cũng được. Vì cái phân sắc này nó rất là thanh tịnh luôn, nó rất là nhỏ, nó rất là vi tế, cho nên gọi là tình sắc à, hoặc tình sắc hoặc là sắc thần kinh thì gồm có 5, đó là mắt, tai, mũi, lưỡi và thân à, eye, ear, nose, tongue and body. Sau sắc thần kinh á, là nói tới là sắc cảnh sắc à, à, sắc hành cảnh. Hồi nãy Hoa Thượng Minh Châu dịch là chữ hành cảnh sắc ha. Hoặc là mình nói là sắc thôi, dùng từ hành cảnh sắc cũng được à. Thì vô trong từng chữ một á, thì ở đây mình có là form là sắc, sound là thanh, odor là hương, taste là vị, và tangibility là xúc à. Còn á, để thách theo cách dùng từ của ngài tình sự, ngài dịch á, là sắc cảnh sắc, sắc cảnh thanh, sắc cảnh khí. Chữ mùi á, ngay dùng chữ khí ha. Sắc cảnh khí, sắc cảnh vị và sắc cảnh xúc. Bởi vì mỗi cái như vậy á, nó đều là sắc và nó đều là cảnh. Mà cảnh của nó là cảnh sắc, là cảnh sắc tức là hình sắc này được do con mắt nó nhìn thấy đó à, là sắc cảnh thanh. Nó là sắc, nó là cảnh, nhưng mà nó là âm thanh. Để dùng cái từ như vậy. Thì để khi nào mà quý vị nghe giảng, quý vị đọc sách thì quý vị hiểu ha. Còn thường thì mình chỉ cần dùng là sắc, thanh, hương, vị, xúc. Còn cái chữ hương, thay vì chữ hương ngay không dùng chữ hương, ngay dùng chữ khí. Bởi vì chữ khí nó chung, khi mình nói chữ hương thì theo cái nghĩa là nó thơm. Nhưng mà những mùi không thơm, thậm chí mùi hôi, thì làm sao mình gọi hương ha. Cho nên thì mình mới gọi là chung chung là chữ khí. Vì thật ra cái mùi mà muốn tỏ ra cho mình mà ngửi được thì nó phải có cái, nó là ở cái dạng khí à, nó tỏ ra thì vì nó mới tới, vì tiếp xúc với cái mùi của mình đó, nó không có tiếp xúc trực tiếp được à, nó phát từ xa. Một cái tề mít mà mình để từ xa đó, mà mình đã nghe cái mùi mít rồi, thì chứng tỏ là cái mùi đó nó tỏa ra trong không khí, nó theo cái dạng khí và nó tiếp xúc với cái sắc thân kính ở đây, tức là cái sắc là cái mùi của mình, sắc thân kính mũi.
Nè, ở trên này cũng vậy đó. Ở đây ngay từ mắt và ngay dùng từ mắt ngay sắc thân kính mắt, sắc sắc thân kính nhãn, sắc thân kính nhĩ, sắc thân kính tỷ, sắc thân thiệt và sắc thân kính thân. À. Bởi vì khi mình nói như vậy rõ đó là không phải cả con mắt này là sắc, là sắc thân kính đâu nha. Cả cái con mắt mình, cái khối nhãn cầu này đó, nó không phải là nhãn là sắc thân kính nhãn đâu, mà cái khối nhãn cầu nguyên trong cái hốc mắt của mình đấy đó, thì cái đó nó là thân. À, chỉ còn trong cái con mắt này này mà chỉ có một cái điểm á, cái điểm vàng ở trong con người của mình á, thì cái đó mới gọi là sắc thân kính nhãn. À, cho nên khi mình đau mắt, khi mình nói mình đau mắt, à, mắt mình nó bị nhức này kia đó, đó là thân thức thọ khổ, cho nhãn thức nó không có thọ khổ. À, thì đó là cái điểm mà rất là vi tế ở trong cái diệu pháp mà ban tới. À, thì ở đây đó là cái phân xúc này này, tangibility đó, sắc cảnh xúc này đó. Thì cái xúc này nó tìm thấy ở đâu? À, xúc này nó tìm thấy trong ba đại chủng, mà trừ đi thủy đại. Là trong khi mà mình sờ một cái gì, ví dụ như mình ngồi trước cái laptop và mình sờ vào cái laptop nha. À, mà mình cảm thấy nó nóng hay nó lạnh thì đó là hỏa đại. Mình thấy nó cứng hay nó mềm, đó là địa đại. Và mình cảm nhận, mình thấy mình đè xuống mà nó lún ít hay lún nhiều thì đó là phong đại. Còn cái thủy đài đó mình không có cảm nhận được, vì thủy đài đó là yếu tố kết dính, làm cho các cái sắc pháp nó kết với nhau, thì cái này nó quá vi tế, mình không có sơ vào được. Cho nên ở đây giải thích thêm đó, là trong cái xúc này đó, thì nói là xúc vậy, nhưng mà xúc này nó tìm thấy ở trong ba đài thôi, hay nói chính là ba đài đó. À, rồi tiếp theo đó là material quality of sex, là sắc giới tính. À, thì sắc lựa giới tính có hai, đó là nữ tánh và nam tánh. Thì á, là trong một người đó thì thường là chỉ có sắc nữ tánh thôi, hoặc là có sắc nam tánh. À, nhưng mà thậm chí có người đó thì do một cái sự biến đổi nào đó đó, đôi lúc họ lại có cả hai. Ha. Material quality of base là sắc ý vật. Thì ở đây chỉ là heart base, tức là gọi là hồi nãy mình ghi là tâm cơ đó ha. À, material quality of life là sắc màng quyền hay là màng sắc. À, là vital principle, là màng quyền. Material quality of nutrition là sắc vật thực. Sắc vật thực hay là thực sắc thì nó chính là edible food, là thức ăn mà nhai được thì gọi là đoan thực. À, thus these 18 kinds of material qualities are grouped according to their innate characteristic, according to their respective marks, as conditioned, as changeable, as fit for contemplation. À, thì hồi nãy đó mình nói là chia ra năm loài đó, thì ở đây là gì? Tùy theo cái tính chất mà bên trong của chúng, hoặc là tùy theo cái dấu cái tính chất bên trong của chúng, mình gọi là sắc tự tánh. Các bạn nhớ không? Sapha va rupa là gọi tự tánh. Thì tự tánh ở đây tiếng Anh là dùng là innate characteristic ha, là tùy theo cái tự tánh của chúng. According to their respective marks là tùy theo cái những cái dấu hiệu tương ứng của chúng, tức là tự tướng ha, biểu hiện ra hình tướng. As conditioned, condition ở đây gọi là sở tạo ha, sở tạo sắc. As changeable, as changeable mình gọi hồi nãy là ghi biến hồi sắc, ghi hồi nãy là cái dùng cái từ gì vikara gì ha, để các bạn có con nhớ hồi nãy là từ ở trong Hòa Thượng Minh Châu dịch chữ vikara rupa là sắc biến đổi hay là sắc biến hoại thay đổi gì đó ha. Rồi là đến as fit for contemplation gọi là tư duy sắc. À, là vì nó thích hợp cho sự quán tưởng, à, thì gọi là tư duy sắc. Thì như vậy bảy cái nhóm trên thì còn có cơ thể 18 sắc pháp đó đó, thì nó đi chung với nhau là nó có năm cái đặc tính này ha, tức là nó là tự tánh, tự tướng, nó là sở tạo, nó là biến đổi và nó là tư duy. Bây giờ tiếp theo là sau 18 sắc còn để 10 sắc khác. Limiting material quality gọi là hàng giới sắc. Tức là the element of space, tức là hư không giới.
cái hư không này đó nó không phải là hư không ở bên ngoài, mà nó là cái khoảng trống giữa các cái vật chất với nhau. Ví dụ như là trong cơ thể của mình á, là trong cái khoang ngực của mình, thì mình thấy trong cái khoang ngực của mình là có tim, có phổi, nhưng mà nó vẫn có một cái khoảng trống giữa tim, giữa phổi và giữa cái lồng ngực của mình. Thì cái khoảng trống đó thì được gọi là giới hạn sắc. Thứ 9, communicating material quality, là sắc biểu tri. Bị communicating là thông tin, truyền tin. Thì ở đây mình dịch là biểu tri. Thì gồm có hai, đó là sắc biểu tri, bodily intimation, và khẩu biểu tri là vocal intimation. À, thì tức là cái sự biểu hiện qua tâm và sự biểu hiện qua có lời nói. Như hôm trước mình có ví dụ đó, là khi mình tâm sân nó biểu hiện qua mấy cái nét mặt, mà nhìn là mình biết người đó đang sân. Hoặc khi họ đang vui, biểu hiện qua cái nét mặt biết họ đang vui. Hoặc là biểu hiện qua giọng nói cũng vậy, mình nghe giọng nói của một người là biết người đó đang vui hay đang buồn hay là đang bình thản. Số 10, mutable material qualities. Mutable là có thể thay đổi. Thì gồm có material lightness, là gì, khinh khoái ha, là nhẹ nhàng đó ha. Softness là mềm mại, tức là nhu. Và adaptability là kham nhầm. Như vậy là khinh, nhu và kham nhầm. Kham nhầm tức là ba loại sắc đó, gọi là ba loại sắc, sắc là thay đổi, sắc biến đổi. Và and the two forms of intimation, và hai loại biểu tri. Characteristics of material qualities, và nó có cái sắc nữa gọi là sắc đặc tính. Đó là material productivity, là sắc xanh. Continuity là trụ. Decay là lão. And impermanence là vô thường. Hereby productivity and continuity are meant the material quality of birth. Và ở đây đó là sự xanh và sự trụ được hiểu, đó chính là sắc xanh. Material quality of birth gọi là sắc xanh. Thus, the 11 kinds of material qualities are treated as 28 according to their intrinsic properties. Và như vậy, 11 cái loại, 11 cái nhóm sắc pháp này được trình bày như là 28 sắc pháp tùy theo cái đặc tính riêng của chúng. How 28? Như thế nào mà nó trở thành 28? Essentials là tứ đại chủng. Sensory organs là sắc thần kinh. Objects là hành cảnh sắc. Sex là sắc giới tánh. Heart là sắc ý vật, hay là tâm sắc. Vitality là sắc mạng quyền. And food là sắc vật thực. Như vậy là 18 loại. Limitation hay là giới hạn sắc. Intimation là sắc biểu tri. Changeability là sắc sắc chuyển hóa. And characteristic là sắc tướng. Thus there are 10 non-conditioned by karma. Và đây là 10 loại sắc phi sở tạo. Mà phi sở tạo ở đây tức là không do nghiệp tạo nên. Những cái sắc này nó không do nghiệp tạo nên. Sắc giới hạn, sắc biểu tri này đó, nó không do nghiệp tạo nên, mà nó do những cái lý do khác. Ví dụ như là nó do vật thực có gì ra, hoặc là nó do tâm, hoặc là nó do thời tiết, thì gọi là sắc phi sở tạo. Và như vậy, in all there are 28, tất cả là có 28 sắc pháp. Herein this is the enumeration of matter, và đây chính là cái sự tổng kê các sắc pháp. Thì đó là cái phần tổng kê mà mình đi qua, chỉ nêu tên thôi. Bây giờ sẽ đi qua cái phần giải thích từng cái sắc pháp một. Và ở đây là giải thích phần một là giải thích những cái tư vựng ở trong này. Thì cái phần giải thích tư vựng này ngắn tương tư thì để sư giải thích trước, còn có cái phần mà đọc giải thích notes thì sau thì để quý vị dịch ha. The first three chapters deal with different types of consciousness and mental states, both concisely and descriptively. Là ba cái chương đầu tiên thì nó đề cập đến các loài tâm và tâm sở khác nhau một cách chính xác và một cách mô tả chi tiết.
The fourth chapter was confined to seven thought processes during lifetime, and the fifth chapter to various planes and processes of rebirth consciousness. Chương 4 á, thì nó giới hạn là trong 7 cái tiến trình tâm trong suốt đời sống. Và chương 5 thì là đề cập tới các cái cảnh giới khác nhau và các cái tiến trình của tâm tục sinh. Samudesa là có nghĩa là the brief exposition of rupa, là cái phần trình bày tổng quát về sắc. Vipaga, the analysis of rupa, là phân tích về sắc. Samuttana, that is the arising of different constituents of rupas, such as eye decay, etc., caused by karma, mind, seasonal phenomena, and food. Phần Samuttana là cái phần mà sinh khởi đó, là nói lên sự sinh khởi của các thành phần khác nhau của sắc pháp, như là thập pháp nhãn. Thập pháp nhãn như hôm qua mình nói đó, là một phần như vậy là nó đều có 9 phần, tức là tám sắc bất ly cộng với sắc màng quyền, cộng thêm cái phần ví như con mắt, thì cộng thêm con mắt nữa thì gọi là thập pháp nhãn, vân vân. Nó được tạo nên bởi 4 nguyên nhân, đó là nghiệp, tâm, thời tiết và vật thực. Kalapa, the group compositions of rupa such as body decay, set decay, etc. Chữ kalapa có nghĩa là các cái một cái nhóm thành phần của các sắc pháp như là nhóm thân, nhóm giới tánh, vân vân. Pavattikama, that is how rupas take place in accordance with their states of existence, time and classes of being. Pavattikama thì hồi nãy đó là mình dịch đó là các cái diễn tiến, theo hình theo các diễn tiến, tức là cái cách mà sắc pháp nó xảy ra tùy theo các cái trạng thái của sự hiện hữu, tức là các cảnh giới đó, rồi thời gian và các loài chúng sanh. Rồi thì như vậy đó, đó là giải thích về phần tư vựng một cách đơn giản. Bây giờ qua cái phần 2 đó là đi vào giải thích từng chi tiết mỗi cái sắc pháp là ý nghĩa là như thế nào. Bây giờ là phần làm việc của các bạn nha. Mời Thuần Huy. Dạ vâng, Phật sư, con đọc bài ạ. Section 2. Mahabhutani, literally those that have gone bright. The four bright essentials are the fundamental material elements which are inseparable. Every material substance ranging from the minutest particle to the most massive object consists of these four elements which possess specific characteristics. Upadaya rupani, derivative or secondary material properties dependent on the right essentials, like the earth. All the essentials, the derivatives are like trees that spring therefrom. The remaining 24 rupas are regarded as derivatives. Patavi dhatu, the Bali term dhatu, means that which bears its own characteristic marks. Element is the lowest equivalent for dhatu, but patavi dhatu literally means the earth element. It is so called because, like the earth itself as a support or foundation for the other coexisting rupas, patavi sanskritavi also spelled Patavi, Putavi, Putuvi, Putuvi is derived from put, to expand, to extend. So far, though not very satisfactory, the glossed equivalent for Patavi Datu is the element of extension. Without it,
Objects cannot occupy space. Both hardness and softness are characteristic of this element. Con đọc con dịch bài ạ. Phần 2. Phần 2 là Mahaputani có nghĩa là tứ đại. Theo về nghĩa đen thì tứ đại là những cái gì mà đã trở nên lớn, trở nên to lớn. Bốn yếu tố mà to lớn mà là những cái yếu tố sắc chất cơ bản. Bốn yếu tố này là những cái yếu tố sắc chất cơ bản mà nó luôn dính liền với nhau. Mỗi cái sắc chất này mỗi vật thể mà từ những cái vi tế cho đến những cái vật thể mà to lớn thì đều do bốn cái yếu tố đều do bốn yếu tố đều do bốn yếu tố mà có những đặc tính đặc biệt này tạo thành. Tứ đại upadaya rupani là tứ đại chủng, cái đặc tính là tứ đại chủng, tứ đại sở tạo là những cái vật chất, là những cái sắc chất thứ hai mà tùy thuộc vào tứ đại chủng. Tứ đại sở tạo này cũng tứ đại chủng thì giống như là mặt đất, và tứ đại sở tạo thì giống như những cái cây mà nó được sinh ra từ mặt đất. Thì 24 sắc chất còn lại được xem như là tứ đại sở tạo. Bhatavi Dhatu có nghĩa là địa đại, thì cái thuật ngữ Bali là Dhatu có nghĩa là cái nó chứa đựng, nó mang những cái đặc tính, nó chứa đựng những cái đặc tính cơ bản của trong bản thân đó. Cái nguyên tố mà được cho là tương đương gần nhất với cái từ cái danh từ nguyên tố thì được xem như là cái danh từ mà tương đương gần nhất với để dịch cho cái danh từ đa thuốc. Địa đại về mặt nghĩa đen thì có nghĩa là cái yếu tố đất, thì nó được gọi là đa thú, được gọi là yếu tố đất là bởi vì giống như cái mặt đất thì nó mặt đất nó làm việc giống như là sự nâng đỡ hay là nền tảng cho ba cái nguyên tố khác đồng sanh khởi. Đó là ba yếu tố khác, đó là ba yếu tố khác đó là gì? Nước lửa gió đó. Nước lửa gió. Bhatavi, danh từ Sanskrit là cái từ Pṛthivi, thì cũng được phát âm là Bhatavi, Bhutavi, Bhutuvi, Bhutuvi, thì nó xuất phát từ cái căn của từ bút, có nghĩa là mở rộng ra hoặc là giãn rộng ra. Cho đến bây giờ thì mặc dù không có được thỏa mãn lắm, nhưng mà cái danh từ Bhatavi, cái danh từ mà được xem mà dịch gần sát nghĩa với cái từ Bhatavi Dhatu, đó là cái yếu tố mà có đặc tính mà nó giãn rộng ra. Nếu không có cái yếu tố này thì các vật chất không thể nếu không có thể chiếm một cái khoảng không, chiếm một cái chiếm gọi là không gian, chiếm trong một cái không gian, thì cả cái hai đặc tính cứng và đặc tính mềm đó là cái những cái tính chất của địa đại. Cảm ơn Thường Huy. Yeah. Bằng dịch khá là chính xác rồi. Thì mình thấy cái từ Mahaputani ha, thì nghĩa đen của nó là cái gì đã phát triển lên lớn mạnh, mà vì mà và
một cái ý mà muốn nhắc đến ở đây ha, là the four great essentials are the fundamental material elements which are inseparable. Tử đại chủng là những cái vật yếu tố vật chất căn bản không thể tách rời, không thể tách rời. À, khi nào nó cũng đi liền nhau hết á, đã có đất thì phải có nước lửa gió ha. Mà có đã có nước thì phải có đất lửa gió, đất lửa và gió bên trong. Thì ở đây là có every material substance ranging from the minutest particle to the most massive object consists of these four elements which possess specific characteristics. Mỗi cái material substance mình dịch là vật thể ha, vật thể vật chất ha, tức là vật thể. À, từ những có cái chữ hồi nãy đang có cái chữ so sánh nhất mà bạn dịch thì bạn bỏ bớt cái chữ so sánh nhất đi, là từ những cái vật thể mà nhỏ nhiệm nhất cho đến những cái vật thể mà to lớn nhất. À, nhỏ nhiệm nhất là như những cái hạt bụi á, như những cái vi khuẩn á, à, mà đôi lúc phải đưa vào trong máy vi tính mới thấy được á, à, thì gọi là những cái vật thể nhỏ nhiệm nhất, mà cho đến cái lớn nhất như là núi đồi cây cối đừng mây kia ha, thì nó đều là bao gồm tử đài này, mà mỗi đài đó thì có những cái đặc tính riêng biệt của nó. À, thì đó là định nghĩa về tử đài. Qua định nghĩa về tử đài sở tạo, à, sự đài sở tạo sắc, tức là sắc do tử đài sanh, thì cái này đó được định nghĩa là gì? Derivative or secondary material properties dependent on the great essentials. À, thì kiểu derivative là phái sinh và secondary là phụ thuộc, là những cái sắc pháp mà nó phái sinh hoặc là nó phụ thuộc, là nó vì nó phải nương vào tử đài. Like the earth are the essentials, the derivatives are like trees that spring therefrom. Ví dụ như tử đài là được ví như là mặt đất, và tử đài sở tạo là giống như cái cây cối mà nó mọc lên từ cái mặt đất đó. The remaining 24 rupas are regarded as derivatives. Thì từ tử đài ra thì 24 sắc pháp còn lại thì đều được xem là sắc do tử đài sanh hay là tử đài sở tạo, derivatives. Và qua giải thích cái từ địa đài thì ở đây rất là có giải thích hai từ. Đầu tiên là giải thích từ Thatu và sau đó là giải thích từ Pathavi. Thatu nó đi ra từ động từ kantar, ta tức là bear, là mang, à, nó mang. Cho nên bây giờ dịch là tattoo means that which bears its own characteristic marks, là giới hay đài là cái gì mà nó mang cái, những cái đặc tính, những cái dấu hiệu đặc tính riêng biệt của nó. Ví dụ như lửa thì nó có đặc tính của nó là nóng hay là nước, và nó có đặc tính là kết dính. Đất nó có tính là cứng mềm hay là to hay nhỏ, tức là nó chiếm khoảng không gian lớn hay nhỏ đó ha. À, thì như vậy đó, mỗi cái giới như vậy nó có cái đặc tính riêng của nó. Thì như vậy giới là cái gì mà nó mang cái đặc tính dấu hiệu riêng của nó. Cho nên từ element là cái từ element trong tiếng Anh, hay là từ yếu tố hay là giới, là cái từ tương đương gần nhất cho từ Thatu của tiếng Pali. Và như vậy Pathavi Thatu có nghĩa là earth element, là yếu tố đất hay là địa đài hay là địa giới. It is so called because like the earth, it serves as the support or foundation for the other coexisting rupas. Nó được gọi như vậy, nó được gọi là địa đài đó, yếu tố đó được gọi là địa đài. Bởi vì giống như mặt đất, nó phục vụ như là cái sự nâng đỡ hay là cái nền tảng cho các pháp đồng sanh khác, coexisting, đồng hiện hữu, à, các sắc đồng hiện hữu khác. Các sắc đồng hiện hữu tức là mình có tử đài, thì tử đài này nó không thể tách rời, thì trừ địa đài ra là còn lại là thủy đài, hỏa đài và phóng đài. Thì cái chính là cái địa đài này, nó là cái nơi làm cái nền tảng cho các cái pháp kia. Vậy như muốn có nóng hay lạnh thì nó phải có cái địa đài, tức là cái hỏa đài nó bám vào
phong đài nó cũng nương vào đó và thủy đài nó cũng nương vào đó. Cho nên cái này á, cái yếu tố đất này nó là cái nền tảng cho mấy cái kia nó gắn vào, nó nương vào. Và giải thích nghĩa từ Pathavi ha. Thì chữ Pathavi này đó, ngoài chữ Pathavi nó còn có thể được viết là Puthavi hoặc là Puthuvi. Mà nếu như nó là Puthuvi thì nó đi ra từ cái căn Put, có nghĩa là mở ra hoặc là nới rộng ra. Vì vậy mặc dù là không có thỏa đáng, cái chữ satisfactory đó, mình thay vì chữ thỏa mãn thì mình dịch là chữ thỏa đáng nha. À, mặc dù không có thỏa đáng lắm thì cái từ mà tương đương mà gần nhất cái từ Pathavi Thatu thì tiếng Anh người ta dịch là the element of extension, à, là yếu tố của sự giãn nở hay là sự trương độ, mình hay nói là yếu tố trương độ. À, without it object cannot occupy space. Đúng ra là phải bỏ chữ s, bỏ bớt cái chữ s, phải chữ s này đi. Without it object cannot occupy space ha. À, thì như là không có nó, không có nó tức là không có địa đài đó, thì các vật thể không thể chiếm khoảng không gian. À, như hôm trước là sư nói cái, ví dụ như một cái cuốn từ điển mình đặt xuống thì nó chiếm một cái khoảng không gian. Trong một cái phòng mình có một số không gian đó thôi, bây giờ mình đặt mấy chục cái tủ, mấy chục cái kệ vào thì cuối cùng là mỗi cái một chiếm một khoảng không gian ha. Thì cái mà chiếm không gian đó đó thì gọi là địa đài đó. Thì không có nó thì vật thể nó không có thể chiếm cái không gian. Và tính cứng và tính mềm nó cũng là những cái tính chất của địa đài. À, cho nên khi mình sờ vào cái gì mà mình cảm nhận nó cứng hay nó mềm, tức là mình cảm nhận được địa đài của cái sắc pháp đó. À, thì như vậy giải thích địa đài thì mình nhớ ha, địa đài là cái gì? Nó là đầu tiên nó là đài, là giới, tức là nó mang cái đặc tính riêng của nó khác với đặc tính của những cái pháp khác. Và thứ hai đó là gọi là đài, tức là nó chiếm một khoảng không gian, nó mở rộng ra, nó đó là một cái sự trương độ chiếm cái khoảng không gian, và biểu hiện của nó là cứng hay mềm. Rồi tiếp theo mình đi qua slide tiếp theo, à, giải thích ba đài còn lại. Mời thầy Nhuận Phụng. Dạ thưa sư, em đọc ạ. Dạ. About that too, literally mean the fluid element. About is derived from root up, mean to arrive, of from a plus root by to ground to increase. It is the element of cohesion. According to Buddhism, this element that makes different particles of metal cohere and thus prevent them from being scattered about. Both fluidity and contention are the property of this element. It should be understood that cause is not a characteristic of this element. Techo datu, literally the fire element, is explained as the element of heat. Techo is derived from root ti to sharpen, to measure. Vivacity and maturity are due to the presence of this element. Xin lỗi thầy. Chữ element mình nhận chữ đầu tiên ha, để cho đầu tư trên thuận diễn mình đọc cho nó thống nhất. Element ha. Nhận chữ đầu ha. Element. Both heat and cold are the properties of techo. Intense techo is heat and mild techo is cold. It should not be understood that cold is the characteristics of apo and his edas of techo. For in that case, both his and co should be found together as apo and techo coexist. Vacho, the air element, is explained as the element of motion. Vacho is derived from root way to move, to
vibrate, motion, vibration, osculation, and pressure are caused by this element. Em dịch nè. Yeah. À, thế giới nghĩa là nguyên tố, là cái tính đặc tính lỏng, từ abo xuất phát từ cái căn là ab, có nghĩa là đến, hoặc là từ a cộng với động từ căn bay, có nghĩa là phát triển, mở rộng, phát triển, tăng trưởng. Cái thủy đại này là cái yếu tố nó liên kết, nó kết dính. Theo Phật giáo thì thủy đại, cái mà nó liên kết những yếu tố khác nhau. Và nó ngăn cản các sắc nó phân tách ra, cả trạng thái lỏng và co lại là những cái đặc tính của cái thủy đại này. Nên được hiểu rằng lạnh, cái đặc tính lạnh không phải là thuộc tính của thủy đại. 12 là hỏa đại, có nghĩa là nguyên tố lửa, được giải thích là cái đặc tính nóng, đặc tính nóng nhiệt. Cái từ techo nó xuất phát từ động từ căn ti, có nghĩa là làm cho bén nhọn hả? Làm cho bén nhọn, làm cho tăng là chín mùi. Làm chín mùi. Dạ. Cái tính chất rực rỡ và chín mùi, nó vì cái sự hiện sở dĩ có cái rực rỡ và chín mùi là vì có cái hỏa đại này. Cả cái đặc tính nóng và lạnh là cái thuộc tính của hỏa đại, bởi vì hỏa đại là nóng. Và Miu đây là gì thưa cô? Mai hả? Mai là nhẹ. Nhẹ. Cái dạng nhẹ hơn của nó là lạnh. Cho nên nên được phải hiểu là lạnh là thuộc tính của hỏa đại, và nóng cũng là thuộc tính của hỏa đại. Không, ở đây này không nên hiểu rằng it should not be understood, không nên hiểu rằng lạnh là đặc tính của thủy. Không nên hiểu rằng lạnh là thuộc tính của thủy đại và nóng là thuộc tính của hỏa đại. Vì trong trường hợp này là cả nóng và lạnh đều tìm thấy cùng với nhau trong cái trong thủy và hỏa đại. Cả nóng và lạnh đều tìm thấy nhau, giống như thủy và hỏa tồn tại cùng nhau. 13 là phong đại, có nghĩa là cái phong nguyên tố khí, được giải thích là cái yếu tố chuyển động. Cái từ vây vô có xuất phát từ động từ căn là vây, có nghĩa là di chuyển, rung động, cái sự chuyển động, rung động, dao động và cái sức ép do cái phong đại này gây ra. Dạ, yeah, cảm ơn thầy. Mình thống nhất với nhau là trong bài này mình sẽ gặp rất là nhiều từ element ha. Thì chữ này phiên âm là element, nhận chữ đầu cho khi mình đọc element, khi mình đọc element ha,
mình nhớ là element. À, thì hồi nãy là mình đã giải thích xong là đìa đài rồi. Bây giờ đoạn này đó là tiếp tục là ba đài còn lại. Apotatu là thủy đài. Thì có hai cách giải thích về ngữ căn của từ này. Hoặc là từ apo nó đi ra từ cái ngữ căn ap có nghĩa là đến. Hoặc là từ tiếp đầu ngữ a cộng với căn pai có nghĩa là lớn lên hoặc là tăng trưởng. Và chữ apotatu này được dịch là the element of cohesion, là yếu tố kết dính. Thì theo Phật giáo, chính cái yếu tố này nó làm cho các cái phân tử sắc khác nhau nó kết dính lại với nhau. À, nhớ cái câu này ha các bạn này. It is this element that makes different particles of matter cohere. Thì cái động từ cohere là dính lại với nhau. À, và different particles of matter là các cái phân tử sắc pháp. À, như vậy, chính cái yếu tố này nó làm cho các cái phân tử sắc pháp khác nhau mình dính lại với nhau. And thus prevents them from being scattered about. Và nhờ vậy mà ngăn cản chúng không có rải rác khắp nơi. Thì ở đây có hai cái đặc tính ha. Như vậy đặc tính là lỏng và cái đặc tính là có rút lại. Đó là biểu hiện của cái yếu tố này. À, khi mà nó nóng thì nó lỏng chảy ra, mà khi nó có rút lại là giống như nước mà mình đặt vô trong cái chỗ lạnh thì nó có rút lại ha. Giống như nước đá thì nó có lại đó ha. Mà khi mình bỏ thì nước thì nó chảy ra, cho nên nó lỏng hay là nó có lại đó. Đó là đặc tính của yếu tố này, tức là của thủy đài. À, và cũng nên hiểu rằng đó, lạnh thì không phải là đặc tính của thủy đài. Mà lạnh á, mình có nghĩ nước thì nó lạnh, mình lửa thì nó nóng. À, không hiểu nên hiểu vậy. Mà lạnh hay nóng đều là hỏa đài nha. Còn nước á, đặc tính của nước á, nó chỉ là chảy, nó là lỏng hay là nó là có rút lại thôi. À, nó kết dính lại thôi hay nó rơi ra thôi. À, chứ không phải là lạnh hay nóng. Cho nên đừng gọi là nước là lạnh tức là nước, không phải vậy. Rồi tiếp theo, yếu tố tê cho tha chữ là hỏa đài. Thì được giải thích đó là element of heat, là yếu tố nhiệt hay là sức nóng. Từ tê cho này nó đi ra từ cái ngữ căn teach, có nghĩa là mai cho sắc bén hoặc là làm cho nó chín mùi. Hồi nãy có cái từ vivacity và chữ maturity. Chữ vivacity nó có hai nghĩa, nghĩa là màu sắc rực rỡ, và một nghĩa thứ hai á là cái tính lắng lẹ. À, thì bây giờ đó mình phải chọn cái nghĩa nào. Khi mà yếu tố lửa thì nó làm cho chín là đúng rồi ha. Nhưng mà yếu tố lửa đó nó có cái màu sắc rực rỡ thì cũng được, lửa thì nó có màu sắc rực rỡ nhưng mà cũng có nghĩa đó nó là cái tính lắng lẹ. Bởi vì khi nào mà cái người nào mà có đầy nhiệt huyết đó ha, thì người đó họ làm sẽ rất là nhanh ha. Thì cũng có cái yếu tố trong đó ha. Thì kiểu vivacity là cái sự cái, và như vậy là sự nhanh lắng lẹ hoặc là rực rỡ hoặc là cái sự chín mùi, đó là do sự có mặt của yếu tố này. Và cả nóng và lạnh điều là đặc tính của lửa. Nếu như mà lửa mà theo cái dạng mà đấm đặc, intense là cường độ mạnh, lửa mà có cường độ mạnh á, thì nó nóng, mà yếu tố lửa này mà nó nhẹ thì nó lạnh. Không nên hiểu rằng lạnh là đặc tính của apo tức là thủy đài, và nóng là đặc tính của techo tức là hỏa đài. Bởi vì trong trường hợp đó thì cả hai nóng và lạnh đều có thể tìm thấy cùng nhau, giống như là thủy đài và hỏa đài nó cũng có thể cùng tồn tại với nhau. Vayotatu, theo nghĩa đen đó là the air element, là yếu tố gió. Và được giải thích đó là the element of motion, là yếu tố chuyển động. Thì vayo nó đi xuất phát từ cái động từ căn dị vay, có nghĩa là di chuyển hay là rung động. Thì cái sự di chuyển, sự rung động, sự dao động và cái sức ép đều được tạo nên bởi cái yếu tố gió này. À, vị trí mình thấy là có cái sự dao động ở trong không gian. Mình thấy cái cây, cái lá mà nó lay động, nó lao sao qua sao lại, như vậy là do gió. Vibration, người mình ngồi thiền á, mà có những cái người ngồi thiền, quý vị biết ngồi mà họ cứ lắc. À, họ lắc mà họ không biết họ lắc. Họ lắc ghê lắm, có người mà ngồi mà giống như là con lật đật, cúi lên cúi xuống vậy đó.
thì yếu tố gió nó mạnh quá, nó khiến cho người họ lắc vậy đó, mà đôi lúc họ không có làm chủ được luôn. Bởi vì những cái lúc người thiền ngồi thiền á, người ta buông ra hết, người ta không còn một cái sự kiểm soát nào cả đấy. Có những cái lúc người ta buông, thì khi người ta buông như vậy thì cả tử đài nó cứ hoạt động theo một cách tự nhiên. Cho nên yếu tố nào nó mạnh á, thì nó làm cho mình, nó biểu hiện rất là mạnh. Ví dụ như hồi đó mà có lần mà sư ngồi thiền đó ha, ngồi thiền một hồi mà đến khi mình thấy người mình như một cái tảng đá đó, nó cứng ngắc luôn. Đến nỗi mà mình muốn đưa tay đưa chân cũng không có được. Mình cảm nhận mình như một cái tảng đá vậy đó. Như vậy khi đó là cái địa đài của mình nó quá mạnh đi, và nó làm cho mình có người mình cứng ngắc. Mình cảm thấy như mình như một cái tường đá thật sự vậy đó. Thì như vậy đối như để trong trường hợp của mình đó là địa đài nó chiếm ưu thế. Còn cái người mà họ lắc khoai đó thì đó người đó đó là cái phong đài nó chiếm ưu thế. Còn có người mà ngồi thiền là người nó nóng bưng luôn, thì là họa đài nó chiếm ưu thế. Thành ra đó là các cái đài này mà khi nào mà nó điều hòa, tử đài điều hòa thì người mình mạnh khỏe. Mà khi một cái đài nào mà nó mạnh lên quá, nó làm mất quân bình thì nó dẫn tới bình. Rồi mình đi qua slide tiếp theo, giải thích về sắc thân kính hay là tình sắc. Mời Diệu Cát Tường. Dạ mong phần sư sư. Xin nghe. Dạ con đọc bài. Pasada rupa, they are the sensitive part of the five organs: eye, ear, nose, tongue, and body. They tend to clarify the coexisting material qualities. The perceptible physical eye, for instance, ears, sasambara, chakku, or composite eye, which consists of the four Buddha rupas, four Upada rupas, color, order, taste, and sap, and jivitindriya, vitality, the sensitive part which lies at the center of retina and which enables one to see objects, either chakku pasada. This is the basis of eye consciousness, chakku vijnana, and become the instrument for the eye door thought process, chakku dvara viti. The desire to see tend to develop the sense of sight. The eye therefore consists of 10 material qualities, of which pasada is one. The other pasada rupas should be similarly understood. The pasada rupas of ear, nose, and tongue are in their respective centers. The kaya pasada rupa is diffused throughout the body except on hair, on the tip of nails, and in withered skin. Withered skin. Yeah. Withered. Yeah, con dịch ạ. Tình sắc hay là sắc thần kinh. Đây là cái phần mà thanh tịnh nhất của trong năm cái giác quan: mắt, tai, mũi, lưỡi và thân. Nó có cái xu hướng là gạn lọc những cái sắc đồng hiện hữu với nó. Có thể cái con mắt nhãn nhục mà có thể nhìn thấy, ví dụ như cái con mắt nhãn nhục mà có thể nhìn thấy là cái phù trần căn, cái mà nó bao gồm bốn cái đại chủng, bốn cái sắc tái sanh là sắc màu sở tạo, sắc sở tạo, chứ phải sắc sở tạo. Dạ con lựa màu, mùi, vị và cái nuôi dưỡng và cái sắc mạng tố. Quyền không phải nuôi dưỡng mà gọi là dưỡng tố, tịnh cái dưỡng tố hay sao? Dạ và cái sắc mạng quyền, cái
sắc thần kinh. Cái phần tận sắc này, cái nó nằm ở cái trung tâm của cái con người. Cái mà cái con người là cái có thể nhận thấy được cái đối tượng. Đó gọi là mắt thấy sắc. Cái đây là cái điều căn bản của nhãn thức. Và nó trở thành một cái công cụ cho nhãn môn hướng tâm. Với cái sự mong muốn để thấy thì nó sẽ hướng cái căn vào cái cảnh, hướng cái mắt á, vào cái cảnh. Vì vậy, mắt bao gồm 10 cái sắc mà tịnh sắc là một trong số đó. Các cái tịnh sắc khác cũng nên được hiểu tương tự như vậy. Với tịnh sắc của tai, mũi, lưỡi thì nó tương ứng với cái tâm điểm, như là con hiểu như cái chỗ này giống như là tai thì tương ứng với âm thanh đó, đúng không sư? Không không, the respective centers đó, tức là những cái trung tâm tương ứng của nó đó, tức là sắc trong trung tai là nằm ở trong tai, nằm trong lỗ tai á. À, nằm trong lỗ tai. Sắc thần kinh tai thì nằm trong với những cái trung tâm tâm điểm tương ứng với nó. Cái tịnh sắc của thân thì nó có mặt ở khắp thân, ngoại trừ là ở tóc, ở móng tay và ở những phần da mà bị khô. Da bị khô giống như là bị da chết. Da chết, dạ đúng rồi. Rồi, cảm ơn nhiều Cát Tường. Bạn dịch là tương đối đúng, có một vài chỗ đó dịch chưa có rõ lắm, cho nên là để sư giải dịch rồi sư giải thích thêm. Pasada rupa là tình sắc hay là sắc thần kinh. They are the sensitive parts of the five organs, eye, ear, nose, tongue, and body. Cái chữ sensitive parts, những cái phần nhạy cảm, sensitive, nhạy cảm, tức là nó có thể cảm giác được, hoặc có thành phần cảm giác. Hồi nãy bạn dùng cái tư duy đó mà sẽ thấy nó chưa chính xác lắm. Thì chúng là những cái thành phần cảm giác đi, những thành phần cảm giác của các giác quan, hoặc là thành phần nhạy cảm của các giác quan là mắt, tai, mũi, lưỡi và thân. Và chúng có khuynh hướng là thanh lọc các cái sắc pháp đồng sanh, đồng sở, đồng hiện hữu. Và cái từ này, the perceptible physical eye. Thì cái chữ physical eye thì mình cứ dịch là con mắt vật lý. Hoặc là mình dịch nếu như đậu này, chữ mắt nhục nhãn thì mình không nhận cái chữ, mình không dùng con mắt nữa, mà nói là con mắt nhục nhãn thì nó chỉ dưới một thưa một chữ. Thành ra là mình nói là con mắt vật lý có thể thấy được. Chẳng hạn thì gọi là gọi là samsara chakhu, gọi là phu trần nhãn hay là phu trần căn, tức là cái con mắt mà tổng hợp, composite eye, là con mắt này là nó là một cái tổng hợp. Phu trần là gồm nhiều yếu tố cộng lại chứ không phải là một mình nó. Thì nó bao gồm, nó là một cái con mắt, một là một tập hợp mắt ha. Tức là mình trong kia mà họ dùng cái từ gì là chakudasa, chakudasa là có dasaka, chakudasaka tức là thập pháp nhãn đó. Thì một cái yếu tố thân kinh mắt mà nó được chút xíu mà nằm giữa cái tấm con người thôi, nhưng mà nó cũng có 10 thành phần, cho nên gọi là phu trần nhãn đó. Thì nó gồm, bao gồm thứ nhất ấy, bao gồm 4 đại chúng, rồi 4 sắc sở tạo, và gồm có là màu sắc, mùi vị và dưỡng tố. Sep là cái chữ, là cái chữ ocha là dưỡng tố, dưỡng chất ha, và màng quyền. Như vậy mấy cái này là 9 ạ. 9 cộng thêm với cái sắc thân kính nữa mới ra 10 ha. Thì là 9 cái. The sensitive part which lies at the center of the retina and which enables one to see objects is the chakupasada. Cái đoạn này là cái đoạn quan trọng này. Cái phần nhạy cảm, cái phần mà thần kinh nằm ngay chính giữa của con người, và là cái mà làm cho người ta có thể thấy được các đối tượng. Which enables one to see objects. Cái này hôm nay bằng dịch chứ có rõ ha. Cái phần thần kinh, cái phần cảm giác đó, mà nó nằm ngay chính giữa con người, và là cái mà làm cho người ta thấy được các đối tượng, thì cái đó gọi là sắc thần kinh nhãn. Chắc khu phát xa đó, sắc thân kinh nhạc.
Như vậy cả cái con mắt của mình là con ngươi nó nằm chính giữa, mà cái sắc thân chánh nhãn nó nằm ngay chính giữa con ngươi luôn, và nó làm cho người ta thấy sắc. Bây giờ đó quý vị thấy có những người mà họ bị hư thân chánh nhãn đi rồi đó, thì con mắt vẫn còn nguyên, con ngươi vẫn còn đó, thậm chí có những người có cặp mắt rất là đẹp, nhìn mà không ai biết là người này bị mù cả. Nhưng mà chính là vì cái sắc thân chánh này nó bị hư, nó bị tổn hòa tổn hại. Cho nên là đây mình nói là câu này là kéo định nghĩa ha đó. Cái phần mà nhạy cảm nó nằm ngay chính giữa con ngươi và cả cái mà làm cho người ta có thể thấy được các đối tượng, cái đó gọi là sắc thân chánh nhãn. This is the basis of the eye consciousness, chakkhu viññāṇa, and becomes the instrument for the eye door thought process, chakkhu dvara viṭṭhi. Câu này mình dịch đó, thì this này đó, tức là cái sắc thân chánh nhãn này đó, sắc thân chánh nhãn này nó là cái căn bản cho nhãn thức, eye consciousness cho nhãn thức, và nó trở nên cái công cụ cho eye door thought process. Mình nên dịch là gì? Chakkhu dvara viṭṭhi. Từ này các sách tâm vi diệu pháp hay dịch nhé, là lộ nhãn môn. Viṭṭhi là lộ, tức là tiến trình. Dvara là môn và chakkhu là nhãn. Lộ nhãn môn tức là lộ trình mà đi qua con mắt, đi qua cái cửa là con mắt, thì gọi là lộ nhãn môn. Như vậy là nó là trở thành công cụ cho lộ nhãn môn. The desire to see tends to develop the sense of sight. Cái mong muốn được thấy, ý muốn được thấy, nó có khuynh hướng là làm phát triển thị giác, sense of sight, mình dịch là thị giác. Là vì sao? Vậy là cái giác quan mà được thấy, giác quan của sự thấy, thì dịch là giác, là thị giác. Như vậy, cái mong muốn được thấy, nó có khuynh hướng phát triển thị giác. Mình còn muốn thấy thì mình mới làm cho, mình mới tập trung, mình nhìn thì thị giác nó mới phát triển. Còn cái người mà không muốn thấy gì cả, họ không tập trung, họ nhìn thì cái thị giác nó không có phát triển. The eye, therefore, consists of 10 material qualities of which passaja is one. Và vì vậy, con mắt á, nó có 10 sắc pháp, mà trong đó đó là sắc thân kinh nhãn là một. Thì trên kia chỉnh cải là có rồi đó. Trên kia chỉnh cải là bốn đại, bốn sắc sở tạo là màu, sắc, mùi, màu, mùi, vị và dưỡng tố, rồi màng quyên, cộng thêm về sắc thân kinh nhãn nữa. Thì như vậy con mắt nó cũng có 10 sắc pháp. The other pasada rupa should be similarly understood. Và cả cái sắc thân kinh khác cũng nên được hiểu tương tự, tức là nó cũng có 10 phần như vậy ha. The pasada rupas of ear, nose and tongue are in their respective centers. The kaya pasada rupa is diffused throughout the body, except on hair, on the tips of nails, and in withered skin. Cái sắc thân kinh của tai, mũi, lưỡi á, và lưỡi đó thì nó cũng ở trong các cái trung tâm tương tự của nó. Như sắc thân kinh tai thì nằm trong lỗ tai, sắc thân kinh mũi thì nằm trong lỗ mũi, sắc thân kinh lưỡi là nằm ở trên cái mặt lưỡi, nhưng mà nó không phải nằm rải rác đều đâu, nó chỉ nằm rải rác trên lưỡi thôi. Còn sắc thân kinh thân á, thì nó trải khắp tất cả thân, ngoài trừ là trên tóc, trên đầu của móng tay và trên da chết. Thì như vậy sắc thân kinh cái thân này, mình đẩy mình đụng vào chỗ nào mình thấy đau cả, trụng trên tay, trên vai, trên cổ gì cũng đau, như vậy cái sắc thân kinh thân nó trải đều. Nhưng mà mình đụng vào tóc, mình đốt tóc á, có người nào đốt tóc mình không có thể nóng, bởi vì tóc là trên đầu nó không có thân kinh thân, nó không có sắc thân kinh thân ở trên đó. Rồi thưa sư, nhưng mà cái đầu ngón tay mình biết đau mà thưa sư. Cái không phải cái móng, cái ngón tay nha, là cái móng tay bên ngoài khi mình cắt bấm móng tay á, chứ không phải đâu ngón tay nha. Móng tay. Dạ. Cái móng tay mình nó dài ra phía trên mình cắt ra đâu có đâu. Dạ dạ dạ. Rồi. Tiếp theo. Thưa sư, mẹ giấy lao thưa sư. Rồi, ai mà nhớ là các sư dài là sư không có nhớ dơ đâu nghe. Rồi, mấy bạn nhắc thì sư nhớ. Rồi, chúng mình nghỉ giải lao 15 phút.